Đây là đoàn xe diễu hành của lễ hội té nước ở Thái Lan. Lễ hội té nước của Thái Lan được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Hôm nay mới 12, chiều 12 này có các đoàn xe diễu hành đi khởi động trước. Đến Thái Lan vào những ngày lễ hội té nước này là vui lắm. Tôi vừa đi từ sân bay về khu Khao San này thì đụng ngay được đoàn xe đi qua này, tranh thủ ghi vài hình ảnh. Những ngày này người nước ngoài tới du lịch tham dự lễ hội rất là đông. Các làm xe trang trí cũng tựa như ở Việt Nam mình, những cái màu sắc người ta khác, cái phong cách người ta khác ở Việt Nam mình. Đất nước Thái Lan là đất nước của đạo Phật, tôn giáo ở đây là hầu như duy nhất chỉ có đạo Phật. Thanh niên ở bên Thái là đến tuổi là đi vào nhà chùa và đều phải trải qua môi trường quân đội. Đường phố tương đối thông thoáng. Trước mặt các bạn đây là những xe túc túc đi phục vụ này, cũng là thiện nguyện phục vụ miễn phí cho lễ hội. Tối nay sẽ là bắt đầu lễ hội, dù ngày mai mới là lễ hội nhưng tối nay là các khu phố nó bắt đầu đó, là đã có té nước, bắn súng nước, vui lắm. Đó, các nhà sư này, các nhà sư dẫn đầu một đoàn nhảy múa hát vui. Người Thái người ta thích ca nhạc, nhảy nhót ca nhạc rất tự nhiên. Rồi mời các bạn quay một số hình ảnh. Ném cũng khó chứ không phải là dễ đâu. Đây là thủ đô Bangkok của Thái Lan. Các bạn thấy cũng nghèo, thủ đô mà nghèo chứ.